Thưa quý vị, theo số liệu của dự án Plan, tổ chức phi chính phủ quốc tế lấy ý kiến từ 7.746 học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước cho thấy rằng 75% các em rất cần tư vấn về các mối quan hệ thầy cô, bạn bè, cha mẹ, rồi đến việc bạo lực, bị bắt nạt. Học sinh trung học cơ sở bị quấy rối tình dục chiếm tới 20%. Trong đó điều đáng nói, học sinh 14 tuổi từng tìm kiếm xem phim sách chiếm khoảng 10%. Và đây cũng là vấn đề mà các bậc phụ huynh đang lo ngại. Vậy khi các em xem những bộ phim có những nội dung không lành mạnh thì cha mẹ chúng ta cần phải làm gì? Nhà trường và giáo viên có những vai trò như thế nào để định hướng cho các em? Đây chính là nội dung của chuyện tối nay với vị khách mời của chương trình là chị Phan Lan Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền Trẻ Em. Vâng, xin chào khán giả VTV và chào em Thùy Dương. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã nhận lời mời đến tham gia trường quay ngày hôm nay. Vâng, như là khảo sát mà chúng tôi vừa chia sẻ thì có khoảng 10% các em học sinh trong độ tuổi 14 đã xem phim người lớn. Vậy thì cá nhân chị nghĩ sao về con số này ạ? 10% trẻ em xem phim người lớn thì quả thực con số cũng khá là giật mình. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng nó cũng chưa phải là con số chính xác và nó sẽ còn có những cái con số nó giật mình hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng. Khi mà phát hiện con mình xem những cái bộ phim có những cái nội dung không lành mạnh thì đa số chúng ta thấy rằng có những cái bậc phụ huynh tỏ thái độ là không thích. Thậm chí là quát mắng, ngăn cấm hay là chỉ trích các em. Vậy theo chị thì phản ứng của các bậc phụ huynh như vậy đã đúng hay chưa? Cái việc mà phản ứng của tất cả các bậc phụ huynh khi mà biết con mình xem phim người lớn như là chỉ trích, mắng mỏ hoặc là có những cái biện pháp mạnh hơn, ví dụ như là cấm không sử dụng các mạng internet hay là cấm sử dụng điện thoại, thậm chí có những cái hình phạt khác nữa, thì đó cũng là cái tâm lý mà chúng ta dễ bắt gặp ở tất cả các bậc phụ huynh thôi. Tuy nhiên thì những cái cách thức của chúng ta làm như vậy thì chưa thực sự là hoàn toàn là đúng đắn. Cái việc mà chúng ta càng cấm đoán, chúng ta càng quát mắng, càng dọa nạt trẻ thì dẫn đến cái tâm lý là trẻ nó sẽ giấu chúng ta, trẻ nó sẽ không nói cho chúng ta biết, không chia sẻ, hoặc là chúng nó sẽ tìm cách khác, một cái nguồn thông tin khác, một cái kênh khác để bọn trẻ nó sẽ xem. Bởi vì chúng ta không thể nào mà kiểm soát được tất cả các nguồn thông tin mà trẻ tìm kiếm. Vâng, trong thời đại Internet rất phát triển, công nghệ 4.0 thì việc mà trẻ em tiếp nhận những cái thông tin không lành mạnh từ máy tính hoặc là từ những cái thiết bị điện thoại di động smartphone là điều rất có thể. Vậy thì có rất nhiều những bậc phụ huynh là chúng ta cài những cái phần mềm ngăn chặn các web xấu vào máy tính của trẻ, hoặc là mạnh tay hơn là thu luôn máy tính, thu luôn điện thoại di động. Vậy theo chị đó có phải là cách làm phù hợp? Đó cũng là một cái cách làm phù hợp. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tự hỏi thêm một câu hỏi là liệu cái việc đó chúng ta chỉ làm được ở trong nhà thôi. Thế nhưng mà nếu như khi trẻ ra ngoài đường, đi gặp bạn bè hoặc là đến một cái địa điểm công cộng nào đó để trẻ truy cập vào các trang mạng, trẻ xem những cái bộ phim sách như vậy, thế thì chúng ta làm thế nào chúng ta kiểm soát được? Đấy là một câu hỏi để mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ hơn. Vâng ạ. Riêng cá nhân Thùy Dương thì nghĩ rằng là với các trẻ có độ tuổi từ khoảng tầm 12 tuổi trở ra thì các em sẽ có rất nhiều những cái thay đổi về giới tính cũng như là cơ thể, và cái việc mà tò mò cũng là điều mà chúng ta dễ hiểu. Tuy nhiên thì có một số những bậc phụ huynh họ nói rằng là nếu như mà chúng ta trao đổi thẳng thắn và chỉ dạy cho trẻ thì khác nào là vẽ đường cho hươu chạy. Vậy thì quan điểm của chị như thế nào? Trẻ em chúng ta cứ đến cái độ tuổi dậy thì là các em đã bắt đầu tò mò về giới tính, tò mò về cơ thể của mình, tò mò về cơ thể của người khác. Và cái việc mà các em quan tâm đến cái vấn đề đó thì cũng là cái vấn đề về rất là đương nhiên. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cung cấp cho trẻ những kiến thức, những cái kỹ năng về sức khỏe sinh sản hay các kỹ năng liên quan đến phòng tránh xâm hại tình dục chẳng hạn, thì đó là một cái cách để mà vẽ đường cho hươu chạy. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ dẫn cho trẻ để trẻ nó nhìn thấy, để cho nó học theo. Nhưng hoàn toàn đấy là cái quan niệm nó cũng khá là cũ rồi và nó không còn phù hợp như bây giờ nữa. Bây giờ người ta thường hay có cái câu là thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn là để cho hươu chạy lung tung. Cái câu đấy thì tôi nghĩ rằng là các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm. Chúng ta khi mà chúng ta giúp cho trẻ một cái kỹ năng nào đó, chúng ta chia sẻ với trẻ tất cả những kiến thức mà trẻ cần phải biết trong cái độ tuổi này, thì cũng giống như chúng ta đang tiêm cho trẻ một cái liều vaccine, để khi trẻ gặp, trẻ nhìn thấy, trẻ va chạm thì chúng nó sẽ có những cái cách thức để chúng nó hiểu, biết và làm thế nào để cho nó đúng rồi. Chứ không phải là chúng ta chia sẻ những cái điều đó khiến cho trẻ nó cảm thấy là cần phải làm theo. Điều đấy là hoàn toàn là chưa chính xác. Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị. Vậy thì
thay vì quát nạt, thay vì đánh mắng như chị đã nói rồi, chúng ta cần phải gần gũi với con trẻ hơn để có thể cùng nhau tìm hiểu và cùng đưa ra những cái phương pháp. Và đầu tiên đó chính là bảo vệ bản thân mình trước. Vậy thì cha mẹ sẽ phải làm gì và cụ thể như thế nào với một số những cái độ tuổi, cụ thể là từ 12 tuổi đổ ra? Bây giờ thì cái độ tuổi dậy thì của trẻ em Việt Nam đã kéo rất là thấp. Thường trung bình bây giờ là trẻ em nữ là 9 tuổi và trẻ em nam bây giờ là khoảng rơi vào 11, 13 tuổi là các em cũng đã bắt đầu là dậy thì rồi. Và khi mà cứ đến dậy thì là bắt đầu tò mò về vấn đề về sức khỏe sinh sản, về giới tính. Có rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề này. Ví dụ như là trong một số những cái chương trình học trong trường tiểu học lớp 5 là trẻ cũng dậy thì khá là nhiều rồi. Thế và khi mà tôi làm việc với một số những cô giáo tiểu học thì các cô cũng rất là lo lắng với những cái câu hỏi của trẻ, tò mò của trẻ về những cái vấn đề đấy. Ví dụ như là cô ơi thế làm thế nào để tinh trùng gặp được trứng, làm thế nào con sinh ra từ đâu? Những cái câu hỏi đó thì giáo viên, rất nhiều giáo viên né tránh. Và bản thân ngay cả phụ huynh khi trò chuyện với con những cái câu hỏi đó, phụ huynh cũng cảm thấy rất là ngượng và cũng không dám trả lời một cách kỹ càng về cái câu hỏi đó. Thế thì trong những cái câu, trong cái vấn đề như thế thì trước hết là mình phải trả lời một cách rõ ràng. Đừng bao giờ để nói những cái câu hỏi là à sau này con lớn lên, hoặc là trời ơi sao lại hỏi những cái câu hỏi vớ vẩn thế, ai dạy con như thế. Càng giải thích kỹ thì trẻ càng hiểu đúng và trẻ nó không có cái nhu cầu đi tìm kiếm những cái thông tin để trả lời những cái câu hỏi đó cho trẻ. Và đôi khi còn không bị những cái đối tượng dụ dỗ nữa, đúng không ạ? Thì chị có nhắc tới nhà trường hay là giáo viên. Vậy thì nhà trường giáo viên có đóng vai trò định hướng cho trẻ như thế nào? Nhà trường và giáo viên hay là cả phụ huynh cũng đều có những cái vai trò nhất định trong cái việc định hướng về vấn đề về sức khỏe sinh sản, giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính cho trẻ. Hiện nay thì cái chương trình về giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính trong nhà trường thì vẫn còn rất là hạn chế. Thậm chí cả lên cấp 3 là trẻ cũng rất là mơ hồ, trẻ em Việt Nam cũng rất là mơ hồ về cái vấn đề này. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải cởi mở, cần phải có một cái suy nghĩ nó đúng đắn và thông thoáng hơn về cái vấn đề này khi mà dạy trẻ trong nhà trường. Với bố mẹ thì cái việc mà cấm đoán trẻ là cái điều không nên. Khi mà chúng ta cung cấp kiến thức và giải thích cho trẻ kỹ càng thì đấy mới là điều cần thiết cho trẻ. Thì cả bố mẹ và cả nhà trường đều đóng cái vai trò rất là quan trọng và cùng phối hợp với nhau để hỗ trợ trẻ những cái kiến thức, giúp cho trẻ có những cái định hướng tốt trong cái vấn đề về sức khỏe sinh sản giới tính. Vâng, chắc chắn là chúng ta có những cái sự phối hợp đồng bộ giữa các bậc phụ huynh, các giáo viên và cả nhà trường thì chắc chắn là trẻ sẽ nâng cao được nhận thức hơn về cái vai trò định hướng giới tính của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi đang quan tâm tới việc là các em nhỏ sau khi mà xem xong những cái bộ phim người lớn, có khoảng 10% mà chúng ta vừa thống kê được đó, thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý rồi. Vậy thì các bậc phụ huynh cần phải làm thế nào để giảm tải cái áp lực cho các em, để giúp các em có thể quay về với cuộc sống bình thường ạ? Có rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà trẻ em xem những cái bộ phim người lớn và bắt chước theo những cái hành động đó. Có rất là nhiều những cái vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Ví dụ như là tôi đã từng gặp những cái câu chuyện như là anh trai xem những cái bộ phim người lớn và sau đó thì dùng những cái hình ảnh mà mình xem được áp dụng trên em gái của mình, hoặc là sang hàng xóm đó, ví dụ như vậy. Hoặc là rất nhiều những trẻ em mà bị xâm hại bởi những cái người thanh niên hoặc những người lớn hơn xem những cái bộ phim đó, và trẻ em là nạn nhân của những cái hành vi mà của những cái người lớn xem những cái bộ phim như vậy. Hoặc là ngay cả các em bé trong gia đình có những người anh người chị mà tò mò thì đôi khi cũng rất là có những cái nguy cơ bị xâm hại tình dục. Thế thì những cái hành vi đó nó liên quan đến rất lớn đến tâm lý. Ví dụ như là trẻ lúc nào trong đầu nó cũng suy nghĩ, nó cũng nghĩ đến những cái hành động đó làm sai rồi, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề là ứng xử giao tiếp với mọi người xung quanh, ví dụ như vậy. Cái việc học hành nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế thì trong cái vấn đề như thế này, nếu như cha mẹ mà bắt gặp thì hoặc là nhìn thấy hoặc là biết con mình xem phim thì mình phải đánh giá xem cái việc là con xem như thế nào, cũng nên trò chuyện cởi mở với con xem là cái cảm nghĩ của con khi xem cái bộ phim ra sao, động lực con, cái điều gì khiến cho con lại muốn xem cái bộ phim đấy. Thế và mình sẽ đánh giá xem cái ảnh hưởng tâm lý của những cái bộ phim đấy, con xem lâu chưa, dài chưa, để đưa con, có thể đưa con đến các nhà trị liệu về mặt tâm lý để người ta hỗ trợ cho con. Vâng, và xin cảm ơn những chia sẻ của chị Phan Lan Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền Trẻ Em. Và thưa quý vị, với nội dung câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.